chàng trai nào đó đã gửi lời mời đến cô gái nhỏ nhắn xinh xắn của chúng tôi ngày hôm nay. Bạn hãy can đảm và hãy lộ diện được hay không ạ? Yeah, 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 yeah. Ê. Yeah, 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 yeah. Wow. Ê. Trần Huyền Diệp enjoy bye. Mình cùng va vào giai điệu này. Tải ngay ứng dụng Askany để trò chuyện một một với người nước ngoài. Thông tin chi tiết các bạn có thể xem ở phần bình luận phía dưới chương trình. Vậy thì có nghĩa là chàng trai đã mời Hoàng Anh đến đây không phải là một trong những chàng trai ngồi trên những chiếc ghế trước mặt Phương Anh cũng giống như là Hoàng Anh. Thật sự ra bây giờ là Phương Anh cũng đang rất là hoang mang. Và Phương Anh cũng rất là mong muốn là chàng trai nào đó đã gửi lời mời đến cô gái nhỏ nhắn xinh xắn của chúng tôi ngày hôm nay. Bạn hãy can đảm và hãy lộ diện được hay không ạ? Yeah, 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 yeah. Ê. Yeah, 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 yeah. Wow. Ê. Trần Huyền Diệp enjoy bye. Mình cùng va vào giai điệu. Có nghĩa là chàng trai chúng ta sẽ được lộ diện đúng không? Wow. Em biết khi yêu tình cờ thì ta cảm thấy thật đau đầu. Nhưng ta yêu cũng ok nên thôi mặc kệ mình yêu nhau. Nhưng ta yêu cũng ok nên thôi mặc kệ mình yêu nhau. Mình cùng đi đó đây, đây, đây. Bầu trời cao có mây, bay, bay. Em biết em yêu anh nhiều nhưng em chẳng nói là yêu gì. Em muốn anh hiểu lòng em because you are my baby. Yeah, em hồi nước yêu một người bằng cả trái tim mà không suy nghĩ. Dạo này em cứ hay quên như vậy người ai mà trong tâm trí. Anh làm em muốn phải cùng em hiểu em như tôi là cô mình lỡ. Người ta muốn nhìn vào bộ anh còn em thì chỉ muốn nhìn vào hơn. Và từng giai điệu có anh với em thì mình cũng chill. Điều mà em luôn muốn là được chúc phúc cho một tình yêu. Hoặc là sẽ thức ở bên nhau và tình sẽ ngày càng thêm sâu. Người mà muốn tỏ tình thì là anh Rum không phải em đâu. Người mà muốn tỏ tình thì là anh Rum không phải em đâu. Và cặp luôn. Mọi người cùng hướng lên mắt nhìn cái video clip của nữ chính. Áo dừng nhưng mà các trên này không dừng nha, cái gì đó. Wow, quá bất ngờ. Hôm nay thì anh chính là người mà đã mời em đến sân khấu này để làm nữ chính. Anh biết là cũng rất là đường đột, anh cũng biết là em cũng rất sợ máy quay nữa. Nhưng mà anh rất là cảm ơn vì em đã bỏ qua những cái ngượng ngùng, cái lo sợ đấy để đồng ý đứng đây với anh. Hôm nay em thực sự đẹp lắm. Cảm ơn anh. Cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Còn ai khác không anh hả? Anh thiệt hả? Hả? Là anh thiệt hả? Hả? Là anh thiệt hả? Ừ, đúng rồi, còn ai ở đây nữa đâu. Là anh mà. Trời ơi. Cô Trinh còn nữa, cô Trinh còn nữa luôn. Cô Trinh còn. Em nghĩ là cho chị hỏi một câu khẳng định nữa nha. Dạ. Trước tiên thì em có thể giới thiệu về tên của mình cho các bạn ở đây được biết hay không? Xin chào tất cả các khách mời đấy ạ. Hello. Em tên là Rum ạ. Hi bro. Và em đã từng gặp một vài anh em ở đây. Xin chào Rum. Vậy thì nãy giờ em đứng ở đâu vậy Rum? Dạ nãy giờ em đứng ở sau kia ạ. Ai không phải là người mời Hoàng Anh đến đây ngày hôm nay thì các em hãy bấm nút quay ghế của mình lại để nhường sự xuất hiện cho chàng trai đã gửi lời mời Hoàng Anh đến đây. Chị đếm đến 3 thì ai không phải là người mời Hoàng Anh đến đây thì hãy nhấn nút và xoay ghế nha. Chàng trai đã mời Hoàng Anh đến đây không phải là một trong những chàng trai ngồi trên những chiếc ghế trước mặt Phương Anh cũng giống như là Hoàng Anh. Mình cùng va vào giai điệu này. Mình cùng nhau nắm tay, để cùng nhau đắm say, Em biết khi yêu thỉnh thoảng thì ta cảm thấy thật đau đầu. Nhưng ta yêu cũng ok nên thôi mặc kệ mình yêu nhau. Mình cùng đi đó đây, Có nghĩa là em cũng đã quan sát được tất cả các cảm xúc của bạn Hoàng Anh. Thế ạ. Khi đứng ở trên sân khấu này rồi đúng không nè? Dạ đúng rồi, em đã quan sát những câu chuyện đã xảy ra vừa rồi. Dạ. Vậy thì chị muốn em xác định một lần nữa, ngày hôm nay em đến sân khấu Tỏ Tình Hoàn Mỹ này, có phải là em muốn tỏ tình cô gái xinh đẹp của chúng tôi ngày hôm nay là Hoàng Anh hay không? Dạ đúng rồi, em chính xác là người đã gửi lời mời để Hoàng Anh làm nữ chính của ngày hôm nay. Wow. Rồi, vậy thì chúng ta hãy mời nhân vật nam và nữ của chúng ta tiến về sân khấu của hai bạn để bắt đầu màn tỏ tình nha. Cố lên nha. Ok, xin mời các em. Anh cảm ơn mình. Trời ơi. Yeah. Oh. Oh. Là người đã đến cho anh mơ mộng nhiều. Bàn tay ấy đã nói thay bao điều. Đúng rồi. Thiệt sự luôn hả? Thiệt luôn hả? Ủa chứ sao nữa trời ơi. Bất ngờ chưa? Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi cảm thấy bị tổn thương cảm xúc quá nhiều lần. Thề luôn, hồi nãy anh nghĩ 99,9% là em. Em là người im lặng nhất, quỷ. Em có bất ngờ không? Thật sự luôn á, hồi nãy mà em đứng lên trên này ấy, thì em đã rất là xúc động. Rất là bất ngờ luôn. Đang nói chuyện như chừng mà em lên anh mát luôn, anh thề em nghĩ chương trình này luôn. Tại vì không hiểu chuyện gì xảy ra, xong tự nhiên mọi người kéo lên đây. Thế xong bây giờ anh xuất hiện. Trời, Diệp xuất hiện, xong anh xuất hiện. Trời ơi. Thế nên hồi nãy em có hỏi anh là ủa anh hả? Còn ai nữa không? Tại vì em nghĩ là biết đâu có một cái cú twist gì đó. Bố vợ là em đang trông trẻ ai nữa? Không, mà tại vì em không nghĩ là anh, đúng không? Ừ, thật sự là em không nghĩ là anh sẽ ngày hôm nay sẽ lên đây một lần nữa, anh sẽ xuất hiện ở đây một lần nữa. Ừ, nhưng mà anh đã là người ở đây để mà nói những lời này cùng em đấy. Em có biết ở đây là đâu không? Không có biết, không có biết thiệt. Ok, đây là Huế. Ở trong hình là cầu Trường Tiền. Đây chính là nơi anh sinh ra và lớn lên. Anh có một cái tâm niệm rằng là nếu mà anh gặp được cái người con gái anh thực sự yêu, thực sự thương, thì anh sẽ cùng cô gái ấy đi về để thăm quê hương của mình và thăm gia đình của mình. Anh cũng từng nghĩ là chắc là cũng phải mất một khoảng thời gian khá là dài nữa thì anh mới làm được điều ấy. Nhưng mà ngay cái khoảnh khắc mà anh nhận ra là anh có tình cảm với em rồi ấy, thì anh mới nói bản thân mình, đây là cô gái mà mình muốn cô ấy cùng làm điều này với mình ngay lập tức. Thật ra thì em với anh có chơi chung với nhau ở ngoài, cũng có đi ăn uống chung với cả mấy đứa em nữa ấy. Nhưng mà tại sao anh không nói với em ở ngoài mà lại phải lên chương trình? Em có nhớ không? Những cái lần đầu tiên mình gặp nhau tại đây, em chính là người đã take care anh, em đã hỗ trợ cho anh trong cái lần tỏ tình trước đấy. Sau những cái lần mà anh chia sẻ, trao đổi với em rất là nhiều, em chính là người đã động viên anh và giúp anh chia sẻ những cái khoảng thời gian đấy. Và anh cảm thấy cái cảm xúc của mình lúc ấy nó tốt hơn. Khi mà anh đã, tụi mình có được nhiều thời gian gặp với nhau ở bên ngoài hơn, khi mà thời gian mình tiếp xúc nhiều hơn, bắt đầu anh cảm giác là cái tình cảm của mình nó lớn dần hơn. Và anh nhận ra em là một cô gái đặc biệt, và anh cũng có một cái cảm xúc đặc biệt với em. Vì lỡ thương em rồi, vì nắng yêu bầu trời nên mưa làm hết đi màu xanh ngát trong vơi vơi. Cái lúc gặp em ở quán nhậu thì anh hay nhìn tay của em lắm. Tay em hả? Rồi, có gì đâu nhìn. Không, thì nhưng mà đối với cá nhân anh thì anh thấy là tay của em đẹp, mà ngồi gần á thì anh cũng ước là nếu mà anh được chạm vào đôi bàn tay này thì chắc là thích lắm. Mà bây giờ anh có thể nắm đôi tay em một lần nữa được không? Đã nắm rồi. Sao? Còn thấy đẹp không? Không, đẹp. Rất chân thành luôn. Đẹp với mình là điều phải, đúng không mọi người? Chính xác. Rum ơi, quá hay. Đấy. Ok. Cũng như anh vừa nói á, em là người chứng kiến toàn bộ cái màn tỏ tình của anh tại đây. Em hỏi anh một câu được không? Ok, chắc chắn rồi. Liệu cái cảm xúc của anh á ngay lúc này có phải là nhất thời không? Cái chuyện tình cảm nhất thời đấy á, anh cũng có tự chất vấn bản thân mình, xem cảm xúc bên trong của mình đang muốn điều gì. Anh nhận ra rằng đây là cái tình cảm chân thành và thật lòng. Chắc là em không biết đâu, ở trên các trang mạng xã hội á, thì anh để em ở chế độ ưu tiên. Tại vì là anh muốn mình sẽ luôn xuất hiện ở trước mặt em. Anh cũng muốn em để ý và muốn được em quan tâm. đó là ông. Phải ông ta. Thì ông ta sao không nhớ ta? Chắc chắn là có thả tim nha. Có thả tim hả? Có, chắc chắn. Có thả tim, nhưng mà thả tim đầu tiên hay không thì không biết ha. Vậy không, mà không tưởng đâu là anh em thả tim qua lại vậy thôi, thả tim chơi chơi vậy thôi. Ai ngờ đâu cũng có lý do hả? Ví dụ mà ở trong cái vị trí của em hay là những người khác, cái đoạn tình cảm này của anh dành cho em thì ai cũng sẽ có quyền là nghi ngờ là cái tình cảm của anh nó có thực sự có đúng hay không. Nhưng mà anh nghĩ là sẽ điều này nó sẽ cần rất là nhiều thời gian để mà anh có thể chứng minh cái tình cảm này. Anh cũng khá là kiệm lời nên là những cái gì mà anh chắc chắn thì anh mới dám nói. Và hôm nay thì anh muốn tự tin nói với em rằng là anh thích em. Anh rất thích em. Và anh cực kỳ thích em. Thì nếu mà em không tin thì anh sẽ cho em xem một vài cái sau đây. Ủa cái gì cơ? Cái gì em không đeo kính, không nhìn được. Cái gì đó? Rồi sao? Tiến triển tới đâu rồi? Nói chuyện nhiều chưa? Tiến triển tới đâu là tới đâu rồi? Có thấy rõ không? Có, cũng thấy. Từ từ mọi người cho em đọc cái nha. Đây là DT. Ok. Yeah. Một thằng bạn là của anh cũng khá thân. Đây là Trung Hồ, bạn anh Trung IU à. Cũng là một ca nhạc sĩ, là một người anh em thân thiết của anh, đến từ Huế. Đến từ Huế và tụi anh đã chơi với nhau cũng 10 năm rồi. Trời ơi, cái gì kia? Hả? Đặt tên con là gì luôn hả? Anh nghĩ tới tên con luôn rồi đó hả? Thì anh đâu có biết đâu. Ghê lắm. Nó hỏi là như thế nào thì anh chỉ trả lời thôi. Hay quá ha. Thực ra là trong này còn rất là nhiều nữa. Thế nhưng mà xíu nữa sau chương trình á, anh cho em cái list đó xong em về em hỏi từng người một. Ok. Ok không? Anh sẵn sàng. Ok. Nhưng em thấy là đây là những người mà anh rất là thân và anh đều muốn tất cả những người anh yêu quý đều biết là anh đang thích ai. Và anh muốn nghiêm túc để mọi người đều biết về chuyện này. Thì em cũng có trải qua một vài mối tình. Anh là người đầu tiên làm điều này. Anh là người đầu tiên muốn khoe với tất cả mọi người. Mặc dù là em chưa là gì, em với anh chưa là gì. Thế nên là cũng cảm động đấy. Cũng cảm thấy mình có chút đặc biệt. Chút đặc biệt? Phải rất đặc biệt chứ. Rất đặc biệt hả? Yes. Rất đặc biệt. Ok. Đặc biệt ở chỗ nào? Anh nghĩ là chắc là khi mà anh hỏi xung quanh bạn bè của anh với cả bạn bè của em thì mọi người sẽ đều công nhận em là một người rất là tốt tính. Em rất là chu đáo. Em quan tâm tất cả mọi người. Đó là cái điểm rất là tốt của em. Mọi người đều nói như vậy. Nhưng mà đó chưa phải là cái điểm để mà khiến anh thích em ở ngay cái khúc đấy. Sau này á, mình có nhiều cái cuộc hẹn cùng với mấy đứa nữa thì anh đã được nghe sâu về những cái câu chuyện mà em đã chia sẻ với anh, về những vấn đề như là gia đình này, công việc này. Nên là lúc đấy anh cảm thấy thương em nhiều hơn. Và lúc đấy thì anh có một suy nghĩ là anh không muốn là anh trai của em nữa, mà anh là một người bạn trai, người sẽ ở bên cạnh, chở che và bảo vệ cho em. Thật sự ấy, thì em là một đứa rất ít chia sẻ. Khi mà em gặp một chuyện gì đó thì em thường giống hết vào trong, ôm hết vào mình á. Sau em sẽ chịu đựng một vài ngày sau thì em lại cảm thấy bình thường. Cũng giống như là em thấy mọi người cũng đã từng nói là khi mà mình trưởng thành rồi thì dù hôm trước có khóc nhiều đến bao nhiêu thì ngày hôm sau vẫn phải xinh đẹp, vẫn phải dậy sớm đi làm, vẫn phải bắt đầu một ngày mới và tiếp tục công việc của mình. Thì em cũng vậy. Em khi gặp vấn đề thì em luôn tự ôm vào bản thân mình và tự vượt qua nó. Em rất là ít chia sẻ cho người khác. Thế nên là cái bữa mà em chia sẻ với anh đó, lúc mà nói chuyện với anh thì em cảm thấy là anh là một người cũng biết lắng nghe. Bắt đầu em với anh nói chuyện kiểu anh em rất là bình thường luôn, toàn nói chuyện công việc, đâu nói nhiều những vấn đề ngoài lề đâu. Là những cái nỗi buồn của em ấy, những cái nỗi buồn mà em đã ôm lấy một mình ấy, thì anh thực sự mong muốn anh sẽ là người ôm những cái nỗi buồn đấy để cùng em, và sẽ cùng em vượt qua những cái sóng gió khác nữa, và mình sẽ cùng nhau có những cái khoảng thời gian để cố gắng cùng nhau tốt lên mỗi ngày. Sao nhờ? Lần đầu tiên có người nói với em những câu này. Sao? Cảm động thêm chút chút. Ok, chút vậy chút. Là quá tốt rồi. Em biết không, ở Huế anh có một cái người bạn cũng rất là thân thiết. Và người bạn đấy cũng rất nhiệt tình đẩy thuyền cho cả hai đứa mình. Em hãy nhìn lên màn hình đi. Alo, alo. Mẹ ơi. Ơi, mẹ nghe đây. Thì con vừa có gửi cái hình cho mẹ nữa. Mà bố mẹ coi thử đi. Ai gì? Thì bạn ấy thì con vừa mới quen gần đây. Kiểu là tụi con ở trong cái chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ vừa rồi á, mà bạn làm trong ekip á, xong kiểu là có đi chơi với mấy đứa em á, xong cái kiểu cùng thầy cùng dễ thương, đột tính, nên là cùng kiểu kết đó, nên là đã hỏi chuyện mà biệt nên như là cũng tính bày tỏ tình cảm nữa. Việc này sao mẹ thấy đó nhưng mà đúng không? Nhìn hình thì mẹ thấy dễ thương, mình thì cũng thì mẹ cũng biết, nhưng mà quan trọng là khi ở bên cạnh người nữa mà con cảm thấy vui vẻ, thấy dễ chịu. Bạn nữa là người mà rất là phù hợp với con cảm thấy thích hợp về tính cách đấy, rồi về cái sở thích, hoặc là một người mà có thể mình có thể chia sẻ được nhiều điều là được thôi. Dạ, nói chung là hiện tại chưa cảm xúc thì cũng có đó, nhưng kiểu cảm giác là cũng hơi lo, tại vừa rồi cũng vừa bị thất bại xong, nên là việc là như nào, nhưng mà chắc thôi, nên là em quyết tâm thử luôn. Thua thì cũng lắm về khóc của mẹ thôi. Đúng không? Đã có là đã có rồi. Dạ. Còn hiện tại là mình, thứ nhất là mình phải chấn tình về cảm xúc của mình trước nè. Cái thứ hai nữa là đến khi đó là đúng là người mình mong muốn gặp thì mình phải chụp lại thơ cớ đấy. Dạ. Mà được đường á là như thế này. Ha sắp tới đấy, thằng Sáu tới đấy mà nghỉ ha. Mà được thì con dẫn bạn về Huế chơi đi, mời bạn về Huế chơi chứ. Buồn lắm. Sorry mọi người. Thật sự thì cái đoạn clip này nó rất là vui ấy, nhưng mà tại vì em khi mà thấy mọi người nhắc về gia đình hay là xem một cái gì đó về gia đình thì em hay bị cảm xúc quá. Trước đây á, lúc mà đi nhậu thì em cũng có nghe anh chia sẻ về mẹ. Thì lúc đấy em thấy rất là ngưỡng mộ anh luôn. Mẹ không chỉ là mẹ mà còn là một người bạn, có thể chia sẻ với anh tất cả khó khăn trong cuộc sống. Và em cũng mong muốn được như vậy á. Thật ra là cái con đường mà em đang đi thì gia đình của em không có ủng hộ em. Nhưng mà em muốn là chính mình và sống với những lựa chọn của mình. Ước gì em cũng nói chuyện được với mẹ những điều như thế. Cũng mong một ngày nào đó bố mẹ em có thể hiểu cho em và ủng hộ em. Em biết là bố mẹ cũng mong muốn em được hạnh phúc thôi, nhưng mà chắc là tại thời điểm hiện tại thì bố mẹ chưa thể hiểu được công việc của em. Anh cũng hy vọng là bố mẹ em sẽ hiểu được em trong khoảng thời gian sắp tới. Nếu như em cần một người bạn như là mẹ anh thì anh nghĩ là mẹ anh cũng rất là sẵn lòng để trở thành một người bạn chia sẻ những cái tâm sự. Thực ra anh cũng rất là ngại chia sẻ những vấn đề này, nhưng mà anh khi mà mọi người xung quanh của anh đã biết anh sẽ tỏ tình với em thì anh cũng muốn mẹ anh là một người bạn hay một người phụ nữ rất thân thiết với anh và rất là tuyệt vời của anh, cũng biết được là con trai của mẹ bây giờ đã kiếm được một nửa hoàn mỹ. Bình thường anh cũng khá là ngại ngùng, như trên cái clip em vừa thấy anh nói câu nào là anh cứ đấy. Mặc dù lần này thì anh cũng đã đỡ run đi nhiều rồi, nhưng mà cũng rất là run. Và anh thì bình thường anh sẽ để những cái tâm tư, những cái lời ca, giai điệu. Thì không biết là khi mà những cái mà anh đã chia sẻ nãy giờ anh không biết là có chạm được đến em hay không, nên là anh còn có một món quà nữa. Đây là một cái bài hát mà anh đã sáng tác, làm nhạc trong cái khoảng thời gian tình yêu nó chớm nở. Và nó là những thứ mà khiến anh nhớ về em trong những khoảng thời gian mà anh bắt đầu thích em. Và anh xin được hát tặng em bài hát như anh thấy sai sai. Dòng em vang vang ngỡ tai, mặc dù đang mãi mê công việc vẫn thấy quyết định này. Mình bị làm sao thế ngờ là đang áo giáp cắp ta. Về đêm thì thấy trong mơ, còn sáng thì ngồi thẫn thờ. Trời ơi đất ơi, con vì tình yêu đến rồi. Người đầy thế nhưng tâm hồn xa xôi. Trời ơi đất ơi, thế là gần tiêu mất rồi. Mà thôi lỡ thương rồi tới luôn thôi. Nàng ơi cho anh xin hát một bài thơ, thơ nơi anh cho chứa bao niềm nhớ. Đôi môi ta nên có cuộc gặp gỡ là điều mà anh bấy lâu đã mơ. Nàng ơi cho anh xin hát một bài thơ, thơ nơi anh cho chứa bao niềm nhớ. Cùng em xây lên giấc mơ hạnh phúc với đàn công thơ. Hiya, hiya. Wow. Hiya, hiya. Higher, 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 higher. Anh không quan tâm dù đúng hay là sai, anh không quan tâm dù giấc mơ tàn phai. Anh đã quan tâm cô gái kia một mai khi nào thành đôi với anh trong tương lai. Anh mong người đó không ai khác ngoài chính anh, người mà sẽ yêu thương lấy em luôn chân thành. Bao nhiêu sóng gió hay trong gai để anh được ở kế cạnh. Phía đơn ông trời lại mang đến đây một nàng tiên nữ dáng chân, khiến bao lần con tim vẫn vương giờ lại vương vấn. Phía đơn ông trời lại mang đến con tim một tình yêu đắm trôi. Có một người thương em nhớ em đến phát điên rồi. Nàng ơi cho anh xin hát một bài thơ, thơ này anh cho chứa bao niềm nhớ. Đôi môi tan có cuộc gặp gỡ là điều mà anh bấy lâu đã mơ. Cho anh xin hát một bài thơ này anh cho chứa bao niềm nhớ. Để cùng em sẽ rất hạnh phúc với con thơ. Nàng ơi cho anh xin hát một bài thơ, thơ này anh cho chứa bao niềm nhớ. Đôi môi ta nên có cuộc gặp gỡ là điều mà anh bấy lâu đã mơ. Cho anh xin hát một bài thơ này anh sẽ chứa bao niềm nhớ. Để cùng em xây lên giấc mơ hạnh phúc với đàn con thơ. La 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 la. Cũng rất hay quá. Trời ơi tuyệt vời, cảm ơn anh. Những lúc anh vừa chia sẻ là những cái lúc mà anh nhớ đến em ấy, là những cái lúc mà anh làm việc, nhưng mà cái hình ảnh của em với cả cái giọng nói của em nó vang vẳng trong đầu. Xong cái em mới biết là cái cảm giác này là yêu rồi. Nên là thành ra từ đấy, đấy là cái nguồn cảm hứng để anh sáng tác lên cái bài hát này. Anh thì luôn muốn cái người con gái mình yêu sẽ cùng với anh đi về quê hương của anh, và cả hai sẽ có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời tại quê hương của anh. Anh cũng hy vọng là sẽ có một người con gái sẽ cùng anh làm điều đấy. Em chờ anh một chút nhá. Anh để quên đồ mất tiêu. Anh với em vốn dĩ là hai đường thẳng song song, nhưng mà ngày hôm nay anh hy vọng là hai đường thẳng đấy sẽ sáp nhập lại lành, và để trong cuộc sống của anh sẽ luôn có em, và cuộc sống của em cũng sẽ luôn có anh. Bó hoa 20 bông hồng này nó có hai cái ý nghĩa. Một là anh yêu em bằng cả con tim này, và hai là cái điều mà anh muốn nói ngay bây giờ là hãy tin ở anh. Cảm ơn anh. Ở đây á, thì anh đã có đặt một cái chuyến bay về Huế. Nếu mà em đồng ý thì anh sẽ đặt cái vé cái chuyến gần nhất này, em hãy bấm xác nhận đặt vé. Còn nếu mà em cảm thấy chưa có cảm nhận được hết cái tình cảm của anh, anh sẽ về với một mình. Bây giờ em hãy quyết định đi. Anh nghĩ là hiện tại chắc là bây giờ em cũng đang cần lời khuyên từ những anh chị của em ở trong ekip, đúng không? Em có thể mời các anh chị phát biểu một vài lời được không ạ? Hello anh chị, thì thật sự em là một người mà có thể nói là đồng hành cùng anh chị từ hồi mà hai người chỉ là những người bạn, đến hồi mà mọi người thì có những cái cuộc gặp mặt em luôn đồng hành cùng với anh chị, thì em đều thấy là cả hai người đều có những cái tình cảm dành cho nhau rồi. Thì hôm nay em đến đây em rất là mong nhận được một kết quả thật là tuyệt vời. Em cũng chỉ là chúc anh chị sẽ có được một cái hạnh phúc mà viên mãn. Cảm ơn Thuận rất là nhiều. Hello các anh chị ở đây. Và em cũng là một người rất là kiểu hay đi mai mối cho người khác á. Mà và em cũng mới mai mối được một đôi, mới cưới nhau á. Thế nên là một khi mà em đã ship ai thì em tin là sẽ có kết cục tốt. Nên là em mong là chị với cả anh sẽ về với nhau. Thế thôi ạ. Nãy giờ thì những lời hay ý đẹp thì mọi người cũng đã nói ra ở đây rồi. Thì em cũng là một trong những người đầu tiên đẩy cái con thuyền này, căng buồm nó ra khơi. Cũng chính cái sân khấu này, cũng chính cái khung cảnh này thì em cũng là thành công một lần rồi. Và hiện tại em cũng đã có một hạnh phúc rất là viên mãn. Thì em sẽ nhường vía lại cho anh chị, hy vọng tình yêu của anh chị sẽ nở hoa và đẹp y như tình yêu của em vậy đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Dạ, em xin mời chị Huế. Xin chào mọi người, xin chào Rum với cả Hoàng Anh. Đầu tiên là chị phải thay mặt tất cả các anh chị trong ekip là xin lỗi Hoàng Anh trước. Bởi vì hôm nay là mọi người đã giấu em và đánh úp em. Thực ra thì nếu mà bị đưa vào một cái tình thế mà bị bất ngờ như vậy thì chắc chắn là sẽ ít cười mà cảm thấy vui được. Nhưng mà mong là em giận nốt ngày hôm nay thôi và ngày mai hết giận. Còn... nếu mà hỏi chị rằng là em có nên đi về với bạn hay không, hay có nên cho bạn cơ hội hay không, thì chị sẽ không có khuyên em là nên hay không nên. Cái này là phụ thuộc vào cái quyết định của em. Các anh chị ở trong công ty luôn luôn tin tưởng và nghĩ rằng là em luôn có những cái quyết định riêng của mình, không cần ai phải nói thêm. Nhưng mà chị nghĩ thế này, như lúc nãy em cũng có chia sẻ trước với cả mọi người rằng là công ty của mình mặc dù là mọi người đều đi làm mai cho rất là nhiều người ở đây nhưng mà đều độc thân. Chị cũng hy vọng rằng là khi mà Rum chia sẻ với cả các anh chị rằng là Rum có tình cảm với em và mong muốn rằng là bày tỏ tình cảm với em ở trên cái sân khấu này để tạo nên một cái kỷ niệm đặc biệt. Thực ra thì ban đầu thì các anh chị cũng không có thích lắm. Bởi vì là đó, như chị nói rằng là cái chuyện mà đánh úp một người ở trong team của mình thì chị không có thích cái chuyện đó nhiều. Nhưng mà bạn ấy chia sẻ rất là chân thành rằng là mong muốn sẽ được bày tỏ cái tình cảm của các bạn như vậy. Chị thì chị nghĩ rằng là các anh chị ở trong công ty không có quyền rằng là lấy đi của em một cái cơ hội để mà tiếp nhận hạnh phúc của mình. Còn cái cơ hội đấy khi mà đến với em có nhận hay không đó là quyền quyết định của em. Nên là các anh chị đã đồng ý cho Rum xuất hiện ở đây. Bây giờ em đang suy nghĩ rằng là em có nên đi về với bạn hay không, hay cho bạn cơ hội hay không, thì em hãy tự suy nghĩ lại. Bởi vì là em tiếp xúc với Rum nhiều hơn tụi chị. Em là người take care tất cả các bạn ở đây, từ những cái khách mời chính đến các cái khách mời đã đến để bày tỏ tình cảm với các khách mời chính của chương trình. Và trong đó có Rum thì em sẽ biết được rằng là Rum là một chàng trai như thế nào, có đáng tin hay không, có đủ chân thành với em hay không. Thì em cứ suy nghĩ thôi và lắng nghe cái cảm xúc và con tim của mình xem là mình có nên cho bạn ấy một cơ hội hay không. Và chị mong rằng là em không hối hận với quyết định của mình. Cảm ơn chị, cảm ơn mấy đứa em. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn anh vì tất cả những gì mà ngày hôm nay anh đã làm cho em. Chuyến bay về Huế này, nếu mà em không đồng ý đi cùng với anh thì sao? Anh sẽ về Huế một mình và anh sẽ lấy động lực để trở lại Sài Gòn và tiếp tục theo đuổi em. Theo đuổi em hả? Đúng rồi. Em sẽ không đi về với anh. Nhưng mà em quyết định là em sẽ cho anh một cơ hội. Cho anh một cơ hội. Và cũng cho bản thân mình một cơ hội. Em cũng rất là thích Huế và mong là một ngày gần nhất mình có thể cùng nhau về Huế. Ok. Ok. Ôm cái nào. Ôm nào. Rồi. Chúng ta cùng lên chúc mừng Hoàng Anh nha. Yeah. Chúc mừng em. Cảm ơn chị tôi. Mời mọi người, các bạn nhà trai lên nữa. Xin mời các bạn bên nhà trai, chúng ta cùng lên đây để chia vui với. Ủa? Hôm nay là phải lên nhầm bên cái người này lạng xíu. Có nghĩa ở đây là Hoàng Anh đã cho Rum cơ hội để có thể tìm hiểu nhau. Còn cái việc hai bạn có đi xa với nhau hay không và có đi đến kết thúc tốt đẹp hay không thì còn chờ vào sự nỗ lực của cả hai các bạn. Và chị cũng xin chúc cho các em sẽ có được một kết cuộc thật là hạnh phúc. Yeah. Rồi, thì... Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Ai đi về xa bánh kèm? Ai đi về xa bánh kèm? Người ta phải về heo chứ. Đâu rồi. Rồi, xin mời Hoàng Anh và Rum nha. Em chính là người đã động viên anh và giúp anh chia sẻ những cái khoảng thời gian đấy. Và anh cảm thấy cái cảm xúc của mình lúc ấy nó tốt hơn. Và anh nhận ra em là một cô gái đặc biệt. Và anh cũng có một cái cảm xúc đặc biệt với em. Anh cũng muốn em để ý và muốn được em quan tâm. Anh thích em. Anh rất thích em. Và anh cực kỳ thích em. Có một suy nghĩ là anh không muốn là anh trai của em nữa, mà anh là một người bạn trai, người sẽ ở bên cạnh, chở che và bảo vệ cho em. Những nỗi buồn mà em đã ôm lấy một mình á, anh thực sự mong muốn anh sẽ là người ôm những cái nỗi buồn đấy để cố gắng cùng nhau tốt lên mỗi ngày. Anh với em vốn dĩ là hai đường thẳng song song, mà ngày hôm nay anh hy vọng là hai đường thẳng đấy sẽ sáp nhập lại lành, và để trong cuộc sống của anh sẽ luôn có em và cuộc sống của em cũng sẽ luôn có anh. Bó 20 bông hồng này nó có hai cái ý nghĩa. Một là anh yêu em bằng cả con tim này, và hai là cái điều mà anh muốn nói ngay bây giờ là hãy tin ở anh. Hay quá. Bye bye. Rồi, cảm ơn các bạn nhà trai rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Rồi, nhà gái chúng ta ổn định nè. Bây giờ các em đã hết hoang mang chưa? Hết rồi, hết tuổi. Cảm thấy như xả lượng rồi. Thôi, vui trở lại hết rồi. Chị rất là giận em nè. Sao vậy ạ? Chị cũng giận luôn cả luôn anh hả? Giận hết tất cả mọi người ở đây luôn. Tại vì hồi nãy chị thực sự rất là hoang mang. Mà ánh mắt của chị không biết là các em có hiểu ánh mắt của chị không? Có nghĩa là chị cứu chị với. Rồi chị có nhìn vào camera cứu tôi. Nhưng tôi nói là sao đây? Cứu em. Rồi chị nhìn xuống đây im ra hết luôn. Cái khúc đó là hồn ai nó giữ chị ơi. Đúng là hồn ai đi giữ luôn đó chị. Được, không biết nói gì chị ạ, không biết nói gì. Bản thân chị cũng vậy luôn. Em tại vì em không hiểu chuyện gì ra để nói. Và ngày hôm nay là đúng là chương trình đã cho mình hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, rồi hết hoang mang này đến hoang mang khác, đúng không nè? Như các em cũng thấy thì ngày hôm nay hai bạn đã nắm tay nhau ra về. Thì không biết là trong tương lai hai bạn sẽ đi với nhau đến đâu, nhưng mà chúng ta cũng chúc phúc cho hai bạn sẽ cùng nhau nắm tay đi đến cuối con đường ha. Và đây cũng là một cái thông điệp mà chị muốn gửi đến các bạn là nếu như mà chúng ta có đang yêu thương ai hay là đang thích thầm ai đó thì chúng ta hãy tự tin bày tỏ, thì biết đâu điều hạnh phúc sẽ đến với chúng ta như ngày hôm nay, đúng không nè? Chương trình với sự đồng hành của ứng dụng Askany, ứng dụng tư vấn, kết nối trực tiếp người dùng với các chuyên gia có kinh nghiệm thực chiến. Hãy trải nghiệm tính năng mới, trò chuyện 1-1 với người nước ngoài để rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Thông tin chi tiết hãy xem thêm ở phần bình luận nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong Tỏ Tình Hoàn Mỹ tập sau sẽ được lên sóng vào lúc 19h30 tối thứ Sáu hàng tuần trên kênh YouTube Hẹn Hò Hoàn Mỹ. Bây giờ thì Ngô Phương Anh và tất cả các chàng trai ở đây xin chào và hẹn gặp lại. Đủ rồi, lên đéo ra. A luôn. Và đây là A luôn. Tải ngay ứng dụng Askany để booking trực tiếp ca sĩ, MC đến biểu diễn tại sự kiện. Thông tin chi tiết các bạn có thể xem ở phần bình luận phía dưới chương trình. Em đi xa nơi phương trời, chỉ có ngồi ở nơi đây chờ em quay về bên anh, xóa nhỏ mọi người phía đâu lo. Xin chào mọi người ạ, mình là Xin. Và mình đến từ thành phố Huế. Mình hiện tại là ca sĩ tự do. Một chàng trai biết hát là gu của ai vậy ta? Nhi. Biết đàn biết hát. Hình như bữa nay con trai biết hát là ai cũng biết hát hay răng á. Sao em thấy ai tới đây tỏ tình cũng hát hay, đàn giỏi vậy?